đi chăn nước, thêm nước, thêm nước. Ui à, mà lại dậy các bạn. Vô gạo này, thọc tay vào, bóp, bóp, bóp. Vô cả, chà, chà, chà. Cầm này xoa xoa này, nó ra nước tinh khiết màu trắng. À, người nước ngoài lấy cái nước này uống ấy, người ta không biết là nấu hay là vo ấy, lấy nước nước cốt gạo hay nước gì ấy. Thấy má lại tạm chứ kể thế. Giải lưới xong thì không thể thiếu món này được mọi người ạ. Cá nó sẽ lên đớp để ăn. Mình sẽ ném hẳn vào trong. Úi giời ơi, không biết cạn chưa nhỉ. Ơi sao cạn rồi đấy. Úi giời, một tí nữa là nửa cơm là chín đấy. Ôi trời. Đấy. Ôi. Ôi đây cả đánh mướn cả tiếp mà lũ la đấy nhỉ. Cho nằm đi đó. Đẹp quá. Giải xong hai tấm mỏi như người mọi người ạ. Ôi à, tấm này bắt đầu được rồi này. Ui, chà chà chà. Thấy cá cá đấy. Ba em một chỗ. Đây nữa, được được được. Khá là ổn rồi đấy. Ôi ôi, mắc tiền ơi. Đấy, đây một đêm nữa. Khá là nhiều đấy mọi người nhá. Nhắc nhắc thử cho mọi người xem nhá. Đấy, lôi phao. Một em, hai em, ba em trên kia nữa. 5 em rồi. Sao? Thôi cứ để đây để về. Để xem tình hình cơm nước đã ngâm một tí thì nó mới được nhiều mọi người nhá. Cái này không được. À đây vẫn được. Hơn cả núi, dài hơn cả sông, vượt qua cả đất. Ê! Cầm bến. Ai, ngủ đấy. Ê! Ai, cơm nước từ gì đây? À, được. Ôi! Cái gì đấy? Ôi xưa. Ôi. Ấy. Ấy. Mời ra đây, nhanh. Mời ra đây, cơm nước thế à? Hả? Đi dậy. Dậy. Dậy, thế có dậy không? Không rồi. Nhanh. Ai? Bị rồi à? Bỏ ra đây, nhanh. Nhanh. Ra đây. Đâu? Mời ra đây. Đâu? Mời ra đây. Cái gì đây? Mày nấu cái gì đây? Hả? À? Cơm nấu gì vậy? Cơm, nào. Anh cho bảo em nấu cơm à? Nào, xuống đây. Ra đây. Nào. Há mồm ra. Cái gì? Há mồm ra. Cái gì đây? Cơm như cái gì? Mày nấu kiểu gì đấy? Hả? Sao khét? Ôi dồi ôi, này. Tao cho mày một miếng luôn. Đây này. Nào, ăn đi. Cháy chả thơm à? Thơm nhỉ?
cứ lắc cứ lòi mà mày nấu. Đâu? Sao mày nấu nhiều thế này? Chín thế nào được ủi? Đang nào tối chẳng ăn. Chỗ thì còn nguyên gạo. Khê, ủi, khê thế này ăn được à? Đang nào tối chẳng ăn. Tối cái gì? Để im xem cứu vớt được thế nào. Ui, càng đấy. Ui, càng khê. Cứu vớt thì anh cơ ra thế thì ăn cái gì? Trời ơi, này. Mày nấu cái gì đây? Này, khê này. Mama, anh đi bình cá mới ăn cá tiếp mà lâu đấy. Con phải ngâm, con lâu lâu mới đánh xong đấy. Đau rất tai. Ôi, trời. Hỏng hết cả nồi cơm. Ui, khê á, ui bên này á, cháy á, ui. Ui, đây, mày làm một bát đi, ăn đi, xem ngon không? Lấy cái túi bóng ra. Thế là vét thì tối xem nấu cháo còn ăn được không? Cứ để đây, tí nữa, có mà đói ai, có mà chỉ rết cả khê. Khê loại, khê tị rồi. Lấy gạo ra đây, tao nấu lại. Lấy đâu gạo nữa. Gạo với túi ấy. Hết rồi. Hết cái gì? Mày đừng bảo tao là mày cho tất cả đống gạo đấy, mày vào cái nồi này mày nấu nhá. Mày tin một một bát mày tin tao cho mày xuống đây không hả? Mày cho tắt vào đây mày nấu á hả? Ui dồi ôi, nào tao thế thì đạo thịt tao biết. Ui ôi, này mày nhìn thấy gì chưa? Này cha là anh đi lâu rồi, em đợi mãi chẳng thấy. Cháy đen ngòm thế này ăn cái gì hả? Ui dồi ôi, rồi đây cơm. Chị anh được gạo lên. Đây, cơm ngon của mày đây. Đây. Ăn đi. Đớp đi. Trời ơi, mày biết cái số gạo này nấu được 3 cái nồi, 4 cái nồi như thế này không? Kiểu cứng đấy. Lấy gạo đây. Ê à. Trời. Tàn phá hại. Thôi, mày đi lên thu cá đi. Tao ngâm được đầy cá rồi đấy. Để tao nấu cơm thôi. Em đi được tiền à? À, không được. Mày về lấy ngay gạo ra đây cho tao, nhanh. Đây lấy ra gạo đấy, này, khê này, ui trời ơi. Bây giờ về lấy bao giờ mới được ăn? Tao nấu nhanh, mày về lấy đi để tao còn, tao lên thăm cá cái là xong. Lười, đi đánh cá thì rõ lâu, về lấy chưa. Thì loay cả tí nữa. Đây, ra gỡ cá đây. Trời ạ. Tí nha, nồi cơm đâu, tao nấu. Đâu, có nào đâu. Nồi cơm tao nấu, tao ăn. Tao để nguyên cơm của mày nấu cái kìa. Đây. Rồi. Đây, cá đây. Trời, mà đi ăn tiếng không ngồi được, cũng mới ăn cả tiếp. Đây, cá đây chứ thì cá đâu. Em đi đánh cá luôn. Đấy, gỡ hết đi nha. Đỡ miệng chút. Anh được ba ăn cá tiếp. Ừ, mời. Ba ăn cá tiếp. Tí nữa đừng có ăn. Thì anh em mà gỡ. Mày thì tao gỡ mày đừng ăn nữa nhá. Không. Ui, cá rúi to đấy. Rúi to chưa, ngon chưa? Tao mà được gỡ chắc đến Tết Tây mới được ăn. Ui. Mày nhìn nồi cơm của tao đây này. Đây, mày nhìn đi. Thấy gì chưa? Thì anh chẳng quên mà canh cái nồi kia. Ừ, dạ. Canh thì mày. Cháu củi vào, cháu củi vào. Đứng đây. Làm ăn không làm cái gì nữa mà. Tính nữa tự bỏ ở đây bốc cơm mà ăn. Ừ. Sao anh không đi mà gỡ lưới? À, được cả mỗi chừng này mọi người ạ. Rất là tiếc. Ngon lắm. 1, 2, 3, 4 con cá rúi, 4 con cá sáp to và một số thành phần phụ. Tổng được chục con. Hai tiếng đồng hồ mới đánh được. Tạo mà. Thế là quảng cáo. Đánh lưới giỏi. Không gì quảng cáo. Ai chả biết. Cả. Cả. À. Cái này là gì ấy? Đúng rồi. Ui, nướng nó phải như thế này. Mày. Chẳng qua hơi sơ suất tí thôi. Này. Thả đường. Ừ, ăn mặn thôi. Ăn mặn đấy nó mới khai. Cả phía tao mới để được con trai. Kiểu phết đấy. Có cho mắm không?
gì nữa. Ông khiến tao không khiến mới làm cái gì. Em đi vật cái nhá. Vật cái gì? Em đi con cá. Vỡ, tao khiến à? Khiến à. Tí nữa không khiến ăn luôn. Tỉnh. Tỉnh tiếc cái gì. Cầm chai nước đây. Đấy, bảo nghe thì nước làm sao. Nó còn dí dùng cái nước kia cơ. Nước đấy nó mặn. Mặn khỉnh chua. Chua cả mặn trong này có đầy đủ chua rồi. Mà thích ăn kho hay ăn canh? Hả? Em thích ăn nước đấy đấy. Chua nhưng mà nó mặn lắm nước này. Không mặn tí nào. Thì ăn kho nhá. Anh cứ nấu được chín là ăn được. Thế đi ăn canh nhá. Được, ok. Ta đi ở đâu bếp vậy? Chuyên nghiệp luôn đấy. Bơi đi em ơi. Đấy, kho luôn. Ui, cá nhảy. Làm miếng. Làm miếng cá nhảy. Không đấy. Có gia vị. Đây, gia vị chua đây, nước chua đây. Anh em ăn. Trời. Ừ, kéo luôn này. Đấy. Ăn cái này không có chua chát, không có chát cái gì đấy. Lại điểm món gỏi nhỉ. Lại nhớ mình làm gỏi đi. Ăn được. Nhiều nước, tao nuốt chỗ này vào. Mặn, mày ăn kho à? Kho. Canh. Nó canh mọi người. Đấy, ui nào, xa. Mọi thấy gì chưa? Ngon đi. Đi mọi người, nhìn này. Nhìn thấy bát canh chưa? Chưa? Nhìn mình chưa? Ngon mình chưa? Chưa? Đấy, nhìn thấy nồi cơm của mình chưa? Nồi cơm. À đây. Ở đây nhá. Đây, không ăn đâu. À, đây. Riêng mày thì... Cứ này bẩn này. Bẩn này, đây. Tan khê và ăn này, ngon này, cơm mày. Bẩn đấy. Hả? Không bẩn. Cơm mày nấu. Chuẩn cơm mày nấu đấy nhá. Từ bỏ ra. Đây. Nhắm mắt vào thưởng thức. Không. Chuẩn cơm mày nấu anh còn gì? Ăn, anh bốc bẩn bẩn. Bốc cái gì? Ngửi. Hít hả? À ở đấy. Đấy. Các cái nhau đấy. Không. Đấy. Bẩn. Đấy, bẩn cái gì? Anh đổi ra em là chó à? Bẩn cái gì? Rồi rồi, cơm ngon. Rồi. Canh ngọt này. Ui dồi ôi, hết giờ mày ơi. Em dùng củi nó mới ngon này. Covid quen đeo khẩu trang. Thôi, có thể bỏ được rồi mọi người. Đây là ngày đầu tiên anh em mình tự đi cách ly chống dịch nha mọi người nhá. Siêu an toàn à. À anh ơi. Sẽ cầm ngật. Cứ thế này à, Covid cũng cắn đít anh em mình ấy. Vất vả với mình. Thế à? Ui. Ừ. Với tất cả mọi người nhé. Wow. Làm mình rau sổi á. Mọi người biết gì đây không? Cà ghém nhá. Giòn thế. Làm 5-7 cục bát rồi, mới hết nó. Ngon nhỉ? Em thấy dưa ngon này. Cái gì cũng ngon. Chỉ có mỗi cơm của mày không ngon nữa. Ngon á. Thế sáng mai tao phải đi. À thế thì chiều phải đi lấy về lấy thêm một bộ dụng cụ nữa mọi người ạ. Vó tôm. Để ăn gì? Đánh tôm. Cất vỏ ấy. Cất vỏ tôm lên á. Xong rồi làm. Nhiều tôm lắm. Xong rồi làm bánh tôm. À hay ăn gỏi tôm. Ai làm bánh tôm bao giờ? Mình làm. Hay là ăn gỏi tôm. Ăn gỏi tôm thôi. Ở trên kia có một cái ao mà hôm mình đi bắt mà tôm càng bằng người bằng kia nhảy tưa lừa lên. Kéo đồ tụi anh tôm. Nhớ lắm.
Thế đem cái vỏ đấy ra đây mà đánh vớt cá sáp kéo được ạ nhỉ? Vâng. Phải nói là không có gì ngon bằng cơm ngoài đồi mà ngoài đồng, ngoài đồi. Rất là ngon. Ngon à? Wow, ngon kinh điển luôn. Một bữa cơm thượng thừa là ở đây. Ăn nó không ngon ở nhà. Chứ không phải là có phải thịt gà hay là các thứ đâu. Này, canh chua này, cá, dưa cả. Hết giờ luôn. Combo siêu chua. Combo gọi là, combo này gọi là đỉnh cao đấy. Chắc mọi người bây giờ cũng đang ở nhà tránh Covid. Như anh em mình cũng thế. Căn bản là ở nhà này. Ở nhà chán lắm, nên anh em mình tự đi tránh Covid ở ngoài đồng. Chứ ở nhà loang quăng chán, không biết làm gì. Đi chọi gà. Chọi gà không thích cổ. Không được tụ tập đông trên 10 người mọi người nhá. Thế nên anh em mình cũng không đi chọi gà được. Thế là chỉ biết là thôi, cái đồng thôi, thôi này. Ngon đấy. Ngon nhỉ. Không biết ở dưới Hà Nội bây giờ thế nào rồi nhỉ? Ở dưới Hà Nội bây giờ tình hình cách ly thế nào rồi mọi người? Có đầy đủ lương thực như anh em mình không? Anh em mình lương thực đầy đồng, đầy núi. Ngon nhỉ. Chỉ cần đem thêm nồi mắm muối mì chính, gạo. Mà có khi mình không cần gạo cơ. À, mai tao mới làm một món. Mọi người biết món gì không? Không cần gạo, mọi người nghĩ ra cái gì cho? Đồng lúa. Ui, không biết cái này nấu lên ăn ngon nhỉ? Học. Học chết chan đi. Đồng đồng lúa ấy. Đồng lúa là cái gì? Cái lúa non á. Anh tào lao ấy. Cái lúa non kìa, cái này bẩn đấy, bỏ đi. Đắng ngòm. Đắng à, bỏ ra chó nhỉ. Bỏ ra chó. Đắng ư. Ui, nó đắng lắm. Ngon. Đắng mới ngon. Cái này chua nhất, chua tự nhiên. Ngon. Cơm ngon rồi đấy. Ngon. Một bữa cơm tuyệt vời. No quá mọi người. Một bữa cơm chưa bao giờ được thưởng thức một bữa cơm nào ngon như thế này. No căng bụng. Bây giờ anh em mình sẽ... Chín này. Chín. Bây giờ anh em mình sẽ đi làm một giấc để sẽ qua ngày thứ nhất. Ui, no đấy mà em vẫn nằm được à? Ngày em chẳng nằm rồi. 14 ngày tạm biệt Covid rời khỏi Việt Nam. 14 ngày cô nữa cô ấy sẽ đi nhá mọi người nhá. Thôi chào tạm biệt tất cả mọi người nhá. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhá. Like, share và comment những ý tưởng hoặc là những ý kiến của mọi người bên dưới nhá. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh nhá. Anh em mình. Ủng hộ anh em mình nhé. Anh em mình sẽ cập nhật 14 ngày của anh em mình và sau khi ngủ dậy anh em mình sẽ bắt đầu di chuyển từ địa điểm